Rồi xin chào anh em. Em mới về cái neo FI208 biển 4 con nha em. Mới chạy đưa cháu ra ngoài đi vòng về thuê thiệt anh em ơi. Đúng chắc xe cái máy nó gít 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 chạy đã thiệt chứ. Còn hai chìa khóa đầy đủ nha anh em. Nè, hai chìa khóa này. Nè, chìa này hơi mòn nó chứ cũng không nhiều nha anh em. 816. 816 nè. Đúng rồi, đúng chìa nha anh em. Cái này để đây đi. Này gương chủ xe anh ta xài con cây vậy nha anh em. Này cà quạt. Anh em xem này. Ta lấy xe mà một lệ chủ là đăng ký lần đầu anh em ha. Đăng ký lần đầu, đăng ký lần lần cuối gì nó một ngày một tháng một nha anh em ha. Một chủ 208. Đẹp anh em ha. Dây còn chưa có lợp nha nè, viên viên còn viên viên còn rất đẹp luôn, thấy chưa? 208 máy chạy rít 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 đã rồi em ạ. Ba mấy ngàn vậy nè, lóc hết đi cái lóc vậy nè, nhỏ thắng nè. Mấy cái chỗ cơ bản này em giữ lâu lâu anh em xem. Quá đẹp anh em ơi. Nó đúng chất xe miền Tây mình á. Đồ đạc anh em nó đều đều đều, nó đẹp. Dashboard. Biển 4 con ha. Đúng chất xe miền Tây một chủ từ thở băng sơ tới giờ luôn nha anh em ơi. Xe này bán là được cho anh em ở ngay tỉnh nó luôn thì cũng quá tuyệt vời, hoặc là những anh em mà ở những tỉnh lân cận miền Tây cũng ok. Biển 4 con để gì đi thôi, còn anh em ở trong 67 trùng gì dưới nó luôn thì sang tên còn giữ giữ được biển luôn nha anh em ha. Anh tên giữ biển. Đúng chắc xe bây giờ khó kiếm lắm nha anh em. Khó kiếm lắm đó. Anh em nhầm vào số nè, lóc. Lóc hai bên hình như là không lỗi luôn nha anh em. Không lỗi luôn đó. Mấy cái nút nắp điện này chưa có chỗ mở luôn. Quá đẹp. Mua xe xài mua được mấy cái xe thế này thì nó rất là chuẩn nha năm ha. Chuẩn. Này sơn zin nha năm. Sơn zin. Cái máy nè. À, đầu bò đúng chất gam luôn nha năm ha. Xe miền Tây. Này nó đổ sóng lem nhem thưa thưa dài điểm nha nè. Đúng chắc xe gái miền Tây rồi anh em yên tâm ơi. Biển số cặp quẹt được một chủ tới giờ dành cho anh em yêu thích biển 4 con nha. Áo sống này thôi khỏi phải bàn luôn, áo này về anh em kỹ chùm keo lại. Đúng
xe anh em á, cái dòng neo thì anh em biết rồi ha, nó hay bị ra hay gà dần nhỏ lắm đó. Anh em về anh em làm cái gì như giống tay làm cái gì nó mới hết được nha anh em, gia cố cho nó cứng lại. Xe nhà anh em nào đó chạy mà nó gà bực bội lắm nha anh em, về mình làm lại. Quá anh em ơi, máy chạy thôi khỏi phải nói luôn, đã lắm. À, em gái miền Tây ha, biển bốn con rất là xinh xắn dễ thương nha anh em. Cái này dày làm dâu ăn gian luôn thì quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời luôn nha anh em. 208. Rẻ hơn cái kia 10 triệu nha anh em. Rẻ 209 này 10 triệu. Nè máy anh em nghe nè. Tuổi lên đi thôi tuyệt vời luôn, nãy em chạy là em thấy phê đó. Nhớ có mấy lần trước em có mấy chiếc biển bốn con mà bán về anh em ở vùng ngoài anh em rút hết trơn, rút sợi trơn hết biết tiếc. Mấy cái xe gì á nó sẽ giá trị hơn nếu mà nó về ở đúng nơi vị trí nơi mà sinh ra nó, ví dụ như ở sông Bảy nó sẽ giá trị hơn nha anh em. Đó, giờ anh em thấy đi nó biển bốn con anh em nhìn rất là thích mắt anh em ha, đơn giản là thích mất luôn. Nó anh em ở An Giang, anh em sang về tên của mình nó vẫn giữ biển này rất đẹp, rất là quý anh em. Xe này có một đời chủ từ trước giờ, ốc tán anh em thấy không nè, này kêu bảy màu nha anh em, nó đều rang anh em ha, không có chưa có mà đổ chì hay là ngã màu. Honda Fusionel FI 208. Để nó quay cái đầu số máy số khung gì trên mốt anh em nhớ nha nè. Đó, đầu 20. 20. À, quay lường quay gì cho mấy anh coi luôn nha mấy anh. Dơ hơn các cái điểm ở trên, tại vì chỗ đó là chỗ tiếp xúc.
máy quá chuẩn luôn, cái hơi của nó chuẩn lắm, lên đề ba nhẹ số bát bát chuẩn lắm. Hôm qua về công là tổng cộng là 12 xe, đang rửa dọn cái đằng kho đằng tùm lum hết. Ngồi lấy cái chụp chìa nó nhét vô lại mới được. Em là thích đâu đó cho nó rõ ràng, trong tính cách làm việc, trong cái làm ăn rồi cũng vậy đó, đâu đó rõ ràng nha nè. Nhiều khi công việc nhiều quá nó cũng sơ sức gì đó thì mong anh em góp ý, chứ không thể nào mà hoàn chỉnh hết được luôn nha anh em ơi. Rồi anh em quan tâm cái con neo biển 4 con An Giang sẽ cực kỳ chắc, đúng chắc gái miền Tây, thì anh em liên hệ cho bên Pháp nha anh em. Gọi cho em hoặc trường xa thì cũng được hết. Rồi xin cảm ơn, chúc anh em vui khỏe và an lành.